Em xin mến chào anh chị và các bạn thích cây mai vàng Trước tiên em xin kính chúc cho anh chị ngày mới nhiều sức khỏe, vui vẻ, may mắn và thành công trong công việc Thì ngày hôm nay là 24 tháng 7 âm lịch Cũng chỉ còn khoảng một tuần nữa là bước qua tháng 8 âm lịch rồi anh chị Thì thời gian mà chúng ta chăm sóc cũng như sử dụng phân bón để tạo nút tàu nụ cho cây mai Tới ngày hôm nay cũng đã một tháng trôi qua rồi ha thì nếu như anh chị mình chăm sóc đúng nhịp từ đầu năm cho tới giờ cũng như phân bón anh chị mình sử dụng hợp lý thì tới ngày hôm nay búp nụ nó phát triển lên cũng khá là ổn định rồi ha anh ở như ở vườn em thì hôm vừa rồi đầu tháng 7 em lịch thì em có vô một cử súp bê lăng ha súp bê và một cử 20 25 để cho cây nó phân hóa những cái nụ kim thì tới ngày hôm nay em thấy búp nụ nó phát triển lên cũng tương đối nhiều thì trong cái tháng 7 âm lịch này do thời tiết thay đổi thất thường lúc nắng lúc mưa không có ổn định cho nên cũng có rất là nhiều anh chị cũng như anh em nhà vườn trồng và chăm sóc cây mai thì nó nở bông sớm ha có cây thì nó nở lát đác, ít bông nhưng cũng có cây nó nở rất là nhiều 20 30 phần trăm thì chúng ta cần phải chăm sóc như thế nào để hạn chế tối đa tình trạng nở bông sớm ha cũng như cái cách chăm sóc cho những cây mà tới thời điểm này nó ra bung nở 20-30% để tết chúng ta vẫn còn bông chơi tết ha bởi vì hôm nay mới cuối tháng 7 âm lịch thôi thời gian cũng còn khá là dài như ở vườn em mấy clip trước em quay chia sẻ đến với anh chị thì nó cũng có nở bông ha nở lác đác nhưng không nhiều chỉ vài bông thôi cây nào nở nhiều lắm là mười mấy hai chục nụ là nhiều rồi thì hôm nay em cũng làm clip chia sẻ đến với anh chị về một vài cái nguyên nhân mà dẫn đến cho cây mai chúng ta nó nở sớm cũng như cách chăm sóc để anh chị mình tham khảo thì anh chị mình thấy hợp lý thì có thể áp dụng và để chăm sóc cho cây mai của mình thì trước tiên về những cái nguyên nhân dẫn đến cho cây mai chúng ta nó nở bông sớm trong cái giai đoạn tháng 7 âm lịch này thứ nhất đó là do ảnh hưởng thời tiết thì thời tiết trong tháng 7 âm lịch anh chị mình cũng thấy rồi lúc nắng lúc mưa thất thường ha đang nắng gắt mưa cái ào rồi lại nắng lên cho nên nó làm cho cây mai chúng ta nó bị sốc nhiệt ha thì khi đó những cái bút nụ bên trong mà nó đã phát triển lớn lên thì nó sẽ rất dễ bung nở bởi vì trong nước mưa nó có chứa đạm và những cái nụ tới thời điểm này nó phát triển lên thì nó đang còn non nó đang xanh ha chưa có già cho nên nó rất dễ nở ha anh chị thì cái trường hợp mà nó nở bông do ảnh hưởng thời tiết thì nó cũng chỉ một phần thôi anh chị còn cái nguyên nhân thứ hai dẫn đến cho cây mai chúng ta nó nở bông đó là do chế độ dinh dưỡng anh chị mình bón cho cây không cân đối. Lúc anh chị mình bón liều cao, lúc anh chị mình bón liều thấp ha, lên xuống bất thường. Thí dụ như tháng này anh chị mình đang sử dụng 2g pha cho một lít nước anh chị mình tưới, rồi tháng sau anh chị mình tăng lên đột ngột 2g rưỡi 3g cho một lít nước. Khi đó dinh dưỡng nó tăng đột ngột lên dẫn đến những cái bốc nụt mà bên trong nó đã phát triển ra tương đối lớn thì nó sẽ làm cho cái nụ căng lên và nó bung nở anh chị. chưa nói tới có nhiều bạn á đang sử dụng phân bón để tạo nụ cho cây phía bên trong thì nụ nó đã lên tương đối rồi nhưng lại muốn cho cây nó đi thêm một cái cơi đọt nữa để cho nó kính tàn nhiều tàn thì các bạn lại sử dụng cái phân bón 30/10 bón vô cho cây thì tất cả những cái nụ lớn nó sẽ bung nở cái thứ hai là đối với những cây mai tới giai đoạn này mà nó già bộ lá trên cây nó già nó đứng đọt nó không ra được những cái đọt non nữa thì tất cả dinh dưỡng khi anh chị mình bón vô nó sẽ dồn tập trung về búp nụ cho nên bút nụ nó phát triển rất là nhanh lớn hay còn một cái nguyên nhân nữa mà rất nhiều anh chị mắc phải dẫn đến cho cây mai chúng ta nó nở bông sớm từ giai đoạn này cho đến cuối năm thôi đó là nước tưới cho cây anh chị mình không điều tiết đủ lượng nước cho cây nhất là những anh chị mình mới tập trồng tập chơi năm đầu thì cứ thấy trời mưa phớt qua cái trên mặt chậu ướt là anh chị mình không tưới nước ha thậm chí có nhiều anh chị thấy trời mưa rồi bỏ hai ngày ba ngày không tưới nước cho cây hay anh chị mình nghe những anh em người ta nói là tưới nước nhiều thúi rễ rồi úng rễ ha rồi anh chị mình cứ bỏ khô rồi anh chị mình mới tưới lại thì vô tình anh chị mình làm cho búp nụ trên cây nó phát triển nhanh lớn cũng như khi cây nó đang bị thiếu nước bốc nụ trên cây nó đã lớn rồi cây đó đang thiếu nước mà anh chị mình tưới đột ngột tưới một cái lượng nước đột ngột thì nó sẽ làm cho những cái bốc nụ này rất dễ nở ha hoặc là khi cây anh chị mình đang để nó khô nó thiếu nước mà gặp một cơn mưa phớt qua thì có khả năng nó sẽ bung nở một phần trăm luôn ha thì đó là một vài cái nguyên nhân khiến cho cây mai chúng ta nó nở bông sớm ha. trong cái giai đoạn từ tháng 7 âm lịch này trở đi còn về cái cách chăm sóc để hạn chế tối đa cái tình trạng nó nở bông sớm từ giờ cho đến cuối năm luôn ha anh chị chứ không phải riêng gì giai đoạn này bởi vì tới tháng 10 âm lịch khi thời tiết nó giao mùa là lúc đó còn nở một lần nữa ha mà cái giai đoạn đó khi nó bung nở là nó bung nở hết luôn ha bởi vì bút nụ lúc khi đó nó đã lớn hết rồi thì trước tiên nếu như cây mai của anh chị tới thời điểm này cuối tháng 7 âm lịch Bốc nụ trên cây nó đã tương đối lớn Và cái cơi đọt nó đã đứng Bộ lá nó già Nó không phát triển ra được những cái đọt non như thế này Thì anh chị mình nên giảm cái hàm lượng phân bón NPK ha Chúng ta giảm cái NPK lại Đặc biệt là anh chị mình không nên sử dụng những cái loại lân cao để bón cho cây nữa ha Mà anh chị mình nên sử dụng những loại phân bón hữu cơ cũng như kết hợp sử dụng những loại dưỡng rễ như là rốt hoặc là n man mà nó có chỉ số đạm nó thấp ha chúng ta pha tưới liều loãng để kích thích bộ rễ của cây cũng như kích thích cho nó ra những cái đọt non như thế này để nó giải phóng bớt những cái phân bón dinh dưỡng năng lượng thì nó sẽ làm chậm tiến độ phát triển của nụ ha đồng thời kết hợp phun thuốc sâu ăn lá và bò trĩ ha để cho những cái cây đọt non nó phát triển ra được mạnh hơn bởi vì có nhiều trường hợp á là cây mai nó đứng đọt do anh chị mình không phun cái thuốc bò trĩ ha. Khi bò trĩ nó cắn, nó chích ở ngay cái đầu đọt làm cho cái đọt non nó không phát triển ra được. Lâu ngày thì nó đứng lại luôn ha, nó đứng và nó già cây lại. Như anh chị mình thấy những cái mai của em ha, tới giai đoạn này đọt non nó vẫn phát triển ra đều như thế này. Cho nên búp nụ nó không thể nào bung nở được ha. Khi đọt non nó phát triển ra như thế này thì búp nụ trên cây nó có tương đối lớn đi chăng nữa nó cũng rất khó nở ha thứ hai là chế độ phân bón dinh dưỡng anh chị mình bón cho cây đối với những cây mai đang trong cái giai đoạn phân hóa mầm hoa ha thì anh chị mình phải lưu ý cái liều lượng phân bón chúng ta sử dụng cái liều lượng cân đối ổn định đừng có lúc cao lúc thấp ha như những cây tới thời điểm này mà nụ kim nó đã lên đều như thế này ha thì anh chị mình cứ duy trì cái liều lượng nó ổn định để nó nuôi những cái nụ kim này phát triển lớn lên. Và anh chị phải lưu ý một điều là từ giai đoạn này trở đi là chúng ta không nên sử dụng những cái loại phân bón nào có cái chỉ số đạm cao hơn đa, lân và kali để bón cho cây ha. Nếu như giai đoạn này mà anh chị mình đưa những cái phân bón có chỉ số đạm cao hơn lân và kali anh chị mình bón cho cây thì những cái nụ kim á nếu như nụ bên trong nó lớn thì nó sẽ nở, bung nở ha. Còn nụ kim bên ngoài nó sẽ phát triển thành cái đột nó đi ra Và cuối cùng đó là nước tưới cho cây mai Trong cái giai đoạn từ cuối tháng 7 âm lịch này đến cuối năm luôn ha anh chị Đây là cái yếu tố rất là quan trọng đối với cây mai mà chúng ta nuôi trồng ở trên chậu ha Như anh chị mình thấy vào cái giai đoạn mà tháng 10 tháng 11 âm lịch Khi bút nụ trên cây đã quá to ha Chúng ta có thể ngưng tất cả những loại phân bón dinh dưỡng Nhưng riêng nước tưới là anh chị mình phải tưới đầy đủ cho cây ha bởi vì chỉ có nước nó mới giữ được những cái búp nụ này không có bị nở ha chứ không có cái phân bón nào anh chị mình bón vô mà búp nụ nó đứng lại được chỉ có nước anh chị mình mới duy trì được thì đối với cách chăm sóc của, của riêng em thì từ cái giai đoạn cuối tháng 7 lịch này trở đi khi búp nụ nó đã lên ổn định như thế này thì cái nước tưới em sẽ duy trì đều đặn ha, kể cả trời mưa lớn em cũng tưới nước cho cây như uh, chiều nay mưa lớn thì sáng mai em vẫn tưới đầy đủ nước cho cây hết anh chị bởi vì giai đoạn này bút nụ nó đã phát triển lên và nó đang còn xanh non như thế này thì uh, khi gặp trời mưa xuống nó làm tăng cái lượng đạm dẫn đến bút nụ những cái bút nụ nó đã to lớn thì nó rất dễ bung nở ha, anh chị cho nên tốt nhất từ giai đoạn này cho đến cuối năm anh chị mình phải duy trì nước tưới ít nhất là một ngày phải một lần và anh chị mình tốt nhất là nên tưới cho cây vào buổi sáng ha chúng ta nên tưới đủ nước cho cây vào buổi sáng thì khi mà anh chị mình tưới đủ nước cho cây vào buổi sáng thì trong ngày nếu như có một, một hai cơn mưa giữa trưa nó cũng không làm ảnh hưởng cây mai của mình ha bởi vì nó đã rút đủ nước rồi cũng như chất trồng nó đang có độ ẩm thì cái lượng nước mưa nó có tuột xuống nó cũng sẽ chảy xuống dưới đất ha và từ giai đoạn này đến cuối năm khi anh chị mình tưới nước cho cây thì anh chị mình lưu ý là chúng ta nên phun rửa từ trên tàn lá rồi chúng ta tưới xuống dưới gốc cho cây để nó rửa trôi bớt đi những cái xương ban đêm thì nó cũng sẽ hạn chế tối đa những cái tình trạng như là nấm bệnh rồi những cái tình trạng là nó làm hư nụ thúi nụ ha bởi vì giai đoạn này thời tiết đang mưa thì ban đêm nó sẽ có xương động bám ở trên lá ha xui rủi mà gặp một cơn sương muối thì coi như là hư luôn ha anh chị cháy lá rồi cháy nụ hết luôn ha như ở vườn em là À, mấy năm trước là em có bị cái tình trạng xương muối rồi, nó làm cho hư nụ đen nụ hết luôn ha anh chị. thì à, nói chung mỗi à, một nhà vườn có một cái cách chăm sóc khác nhau. còn à, riêng cái cách chăm sóc của em thì à, từ giai đoạn này đó đi, khi nụ kim nó đã phát triển lên ổn định, nước tưới là em phải duy trì đầy đủ cho cây. Okay? trời nắng thì em tưới ngày hai lần, còn à, nếu như à, buổi sáng em tưới chiều nó mưa, thì sáng mai em tưới lại ha cho nó rửa trôi bớt đi cái lượng nước mưa ở trong chậu thì à, anh chị mình cứ tham khảo nếu như anh chị mình thấy cách chăm sóc của em nó hợp lý thì anh chị mình hãy à, áp dụng cho cây mai của mình và cuối clip thì em cũng xin được nhắc anh chị mình là từ giai đoạn này trở đi thì anh chị mình chú ý phun phòng sâu bọ trĩ cũng như nấm bệnh ha bởi vì à, giai đoạn này nụ nó mới lên nụ kim thôi nếu như anh chị mình à, không phun phòng bò trĩ kịp thời thì à, bộ trĩ nó sẽ chích thúc những cái nụ kim này làm cho nó đen nó không phát triển ra nữa ha rồi thì trên đây là tất cả những gì mà em muốn chia sẻ đến với anh chị trong clip ngày hôm nay thì uh, clip tới đây em cũng xin được tạm dừng trước khi kết thúc em xin được cảm ơn cô chú anh chị cùng các bạn đã luôn luôn theo dõi và tin tưởng những gì em chia sẻ và anh chị mình xem sau nếu mến và tin tưởng em thì uh, hãy nhấn vào nút đăng ký kênh bên dưới và nhấn vào chuông thông báo để đón nhận những clip tiếp theo. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại.